Hello các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những dự đoán cho cung sư nữ tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2022. Đây là video để bổ túc cái video tôi làm cho nguyên năm. Đây là chúng ta nói những hành tinh nhỏ hơn như là hỏa tinh, kim tinh và thủy tinh, tượng trưng cho hành động, sự hoạt động, tình yêu, tình cảm, tiền bạc hoặc của cải, và trí óc, sự thông minh, sự ngoại giao, sự giao tiếp, sự di chuyển nữa. Vì vậy các bạn nó thực tế hơn với những hành tinh tôi nói là hành tinh lớn vừa qua. Năm nay, năm 2022, trong tháng 1, tháng 2, tháng 3, tôi viết ra đây là những ngày tháng thuận lợi cho những người sinh cung sử nữ, cung sinh nữ. Các bạn rảnh thì coi chụp hình viết xuống để mình biết đó. Còn đây tôi sẽ đi vào chi tiết để cho những người nào mong muốn hiểu thêm là tại sao tôi nói như vậy. Thì đây là những cái lý do tại sao tôi nói là tốt hay không tốt. Thì màu cam này đó, thì từ đó chúng ta nói về hỏa tinh, tự nhiên sự hoạt động, sự hành động, cái nhiệt tâm, cái gì mình phải làm. Thì hỏa tinh nó từ đầu năm 2022 thì tới 24 tháng 1 nó nằm trong nhân mã, thì nó chống lại, nó không ổn với sự nữ. Vậy sự nữ từ tháng 12 này cho tới 21 tháng 1 trên 2022 thì những việc làm của sự nữ sẽ bị nó không có ổn mấy, cảm thấy mình trì trệ, mình thấy mình lười biếng hay là làm không có ổn, thì nó lý do tại sao đến như vậy. Rồi sau đó đến phiên từ 24 trở đi cho tới 6 tháng 3 thì tôi viết là thời gian tốt nhất nè, là thời gian tốt cho sự nữ làm việc. Tại vì nam dương nó không là đất, nó sẽ hỗ trợ cho, nó sẽ thuận tiện cho sự nữ hơn. Là như vậy là từ 24 tháng 1 tới 6 tháng 3, tại vì nam dương là đất, sự nữ cũng là đất, nó sẽ hậm diện mà cũng có diêm tinh ở đây nữa. Mà diêm tinh nó mang ra sự là thay đổi lớn lao, là từ chết qua sống. Đó, vì vậy mà nhất là ngày 3 tháng 3 là khi mà hỏa tinh nó đi cùng hàng, nó đứng cùng với hàng với hỏa tinh, nó chiếu vào nam dương, mà nó chiếu là nó hợp với sự nữ, nó tam chiếu vào sự nữ nữa. Vì cuộc hành của đó sẽ có thể rất là gián tiếp, người nào đó sẽ giúp bạn hay là một cái tin vui nào đến đó thay đổi cuộc đời của bạn, chứ không phải là do bạn tạo lên. Nhưng mà nếu bạn cố gắng thì nó sẽ giúp các bạn, sẽ có những lúc sẽ nó thổi con diều chị bay của bạn, các bạn nó bay lên. Vì vậy mà phải nhớ là ngày 3 tháng 3 nhé các bạn, khoảng vài ngày trước, khoảng 3-4 ngày trước ngày 3 tháng 3, hai vài ngày sau tháng 3 là khoảng cái tuần đó thì các bạn phải chụp cơ hội đó để thả diều mình lên, gió thổi rồi một cái gián tiếp nhé. Đó là cho sự nữ về hoạt động mà từ 6 tháng 3 tới 14 tháng 4 thì nó không thuận tiện nữa, tại vì nó sẽ 150 độ ở đây, thì nó sẽ là nó không phải bất ổn, nhưng nó sẽ mình bực mình, nó là mình khó chịu, mình làm gì nó không có tan vỡ, nhưng mà nó sẽ không có xong theo ý mình muốn, hay mình trì trệ trong công việc của mình, hay là công việc có những cái bất chắc một cách nó không có nặng nề, nhưng mà nó là mình bực mình thôi. Thì nhớ khúc này cho các bạn nha, là sau 6 tháng 3 tới 14 tháng 4 là phải coi chừng, nhưng cái đó thì nó sẽ tốt hơn, nhưng cái đó sẽ xong việc cái video khác cho tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thì bây giờ đó là sử nữ phải coi chừng, là từ nhất là nhìn vào hoạt động năng lượng của mình, sự hoạt động và hành động sẽ nằm trong 24 tháng 1 đến 6 tháng 3. Các bạn sẽ có thêm thời gian rất là tốt để mình làm những việc mình cần phải làm. Bây giờ chúng ta nói đến kim tinh. Kim tinh tượng trưng cho tình yêu, tượng trưng cho của cải và tiền bạc. Thì kim tinh những ngày tốt là nó đến tốt từ năm ngoái đến giờ rồi, từ ngày 5 tháng 11 năm 21, là cái đây vài tuần đó, thì cho tới 6 tháng 3 năm 22 thì nó cũng vòng qua vòng lại trong nam dương thôi.
cho nam dương, mà nam dương đó là rất là hợp với sự nữ, nó tam hợp với sự nữ. Vì trong thời gian này á thì tiền bạc của cả các bạn có vẻ là ok, ổn định, tình yêu cũng ổn định, nó cũng là nếu mà người nào tốt sẽ tốt hơn, mà người nào mà không tốt sẽ nó ổn đó, và như nào mà quá xấu thì nó sẽ bớt xấu đi, thì tùy theo cái phúc đức của mình nữa. Vì vậy nó cũng đỡ cho nhiều gian này, rất là may mắn, nó khó kiếm các bạn mấy chục năm đó, bao nhiêu năm đó mới là một vòng như vậy thôi à. Vì vậy các bạn phải chụp cơ hội này để mình ổn định lại trong vấn đề tiền bạc, của cải hay tình cảm, gia đình hay tình yêu với người khác phái đó, hay là cùng phái không biết được đó. Thì đó là vấn đề của Kim Tinh đến phiên đó đó từ này nhớ đối với phiên Thủy Tinh tượng trưng cho sự trí nhớ, sự thông minh, sự tháo vát, ngoại giao, sự di chuyển của các bạn. Thì bạn có hai thời gian này, thì Thủy Tinh ở trong mỗi cung có từ 2 tuần tới 1 tháng thôi, tùy theo thời gian của nó. Thì Thủy Tinh nó nhanh lắm, nó lên qua thì bị các bạn có những cái lúc mà đó rất là minh mẫn, sau dần sẽ mất cái đó minh mẫn đi ở cái nhau có 1 tuần thôi, không phải là các bạn mất trí hay gì đó, chỉ là sự ảnh hưởng của những hành tinh nó mang cho chị những điều lợi hay là bất lợi đó. Thì từ đầu năm nó nằm trong 2 tháng 1, nó nằm trong trong Bảo Bình thì nó không có, nó 150 độ thì nó không hợp mấy với sự nữ, nó không phải là nó không bất lộn, không bất lợi, nhưng nó chỉ là bất ổn thôi. Nó từ hai tháng 1 nó kéo tới 14 tháng 1 thì 14 tháng 1 trở đi nó nhẹ đi, nhưng mà tốt các bạn nhất á là từ 3 tháng 2 khi hành tinh nó đúng lại hành trình của nó nằm trong nam dương á, tới 14 tháng 2 thời gian tốt của các bạn để các bạn có thể làm những suy nghĩ, những tính toán hay là những cúc giao tiếp hay là đi xa di chuyển thì nó tốt hơn, chứ không phải nó không tốt, nó vẫn tốt hơn, nó tốt nhất trong những cái tốt đó. Thì 3 tháng 2 đến 4 tháng 2 ở sau đó nó chỉ qua Bảo Bình, thì Bảo Bình nó vẫn không tốt cho những bạn sự nữ, tại vì sự nữ rất là chính xác, rất là chi tiết, mà Bảo Bình thì nó cứ thiên hạ, nó cứ bao dung mọi chuyện mọi người hết, nên nó không hợp với chất của sự nữ, nên sự nữ phải không thích cái này, không thích Bảo Bình cho lắm. Nhưng mà khi nó qua sông Ngư rồi đó thì thời gian từ 9 tháng 3 tới 27 tháng 3 thì các bạn thấy làm được việc. Nói chung nói tóm tắt lại là nó rất rõ ràng hơn, rồi tóm tắt rõ ràng hơn á, thời gian 3 tháng 2 4 tháng 2 đầu các bạn sẽ minh mẫn, có những biện pháp, có những đó, có những có thể làm thấy thuận lợi cho mình làm. Nhưng mà từ 9 tháng 3 tới 27 tháng 3 cái đỏ của bạn nó sẽ thực tế hơn, nó sẽ lợi lạc, nó sẽ ổn định hơn, nó cầm chắc trong tay hơn, là khi bên đây sẽ là sự suy nghĩ thì bên đây sẽ là sự thực hiện được đó. Thì 3 tháng 3 cho tới 14 tây tháng khoảng thời gian khoảng 11 ngày á thì đỏ bạn rất là minh mẫn, rất là thuận lợi cho sự suy nghĩ. Nhưng sau Tết hơi khó đấy nhá, nghĩa là đi chơi Tết tung rồi bia rượu vào thì không biết mình thế nào, nhưng mà sẽ tốt cho các bạn. Mà 9 tháng 3 tới 23 đó là các bạn phải thực hiện những gì mình muốn làm, có nghĩa là nắm được cơ hội trong cái lúc ngoại giao, mình tiếp khách này nọ. Đó là những gì cần phải nói cho sự nữ đó. Các bạn viết xuống những cái này, ngày tháng này chị ăn tốt nhất cho các bạn, và cũng tùy theo những lá số tử vi của cá nhân nữa, để mình biết rõ ràng hơn nằm trong cung nào, ở chỗ nào, trong 12 cung thì nó tượng trưng cho mỗi điều khác nhau. Tôi sẽ làm một cái video riêng về vấn đề này để cho bạn rõ ràng hơn, biết ở chỗ nào. Và quên một điều nữa là nếu các bạn sinh từ 19, 20, 21, 22, 23 thì những ngày đó nó tùy theo năm tháng nhuận thì nó sẽ nhảy qua những cung khác, vậy cũng phải cẩn thận coi trước. Các bạn bây giờ tôi hoặc viết cái hỏi tôi nhìn YouTube hay gì đó, Messenger cũng được, thì tôi sẽ cố gắng tôi lục ra, tôi coi là xác định cho bạn ở cung nào để mình biết rõ. Nếu không các bạn phải lên qua sự nữ có 20, 21, 22, sự nữ tháng 8 này là thuộc về Hải Sư nữa,
Vì vậy mình phải coi chừng khi mình nói đúng, mình coi đúng hay sai của mình cho chính bản thân mình. Đó là kết thúc cho công sư nữ. Cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời giờ lắng nghe, và hy vọng sẽ gặp các bạn trong những video tới. Và tôi sẽ cứ 3 tháng tôi làm cái video mới cho quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4. Cảm ơn các bạn.